Ba. Như vậy là chuyện của thằng Tư Thẹo đã thành công rồi. Công an họ đã Hai. không tìm được manh mối nào hết. Bà đãi tiệc ăn mừng là vừa rồi. Muốn làm chuyện lớn thì phải từ từ, không ồn ào như con nít được. Cương à, chuyện đất đai nhà Dạ. cửa, chút xíu nữa ba gà sẽ đưa giấy tờ sổ hồng cho chú. Còn một số đất đai còn lại, chú còn được miếng nào thì lúc đó anh em mình ăn chia sòng phẳng. Dạ, em cảm ơn anh hai. Phú à, Dạ. ngày mai thằng kỹ sư người Tàu nó sẽ đáp máy bay sang. Mày và thằng ba gà lo chỗ ăn chỗ ngủ cho nó, rồi dẫn nó xuống xưởng. Ba sẽ xuống sau. Dạ. Vậy nha. Còn vụ ma túy đó, nói má mày phải cẩn thận hết mức. Hàng đặt nóng nên rất dễ gây độ chú ý cho bọn công an. Dạ con biết rồi ba. Số tiền này anh cho em. Thôi em không dám nhận đâu, em sợ lắm. Sao em lại không dám nhận? Vậy là có lỗi với anh đó. Tiền không phải do em làm ra, em không dám nhận đâu anh à. Số tiền này anh cho em, em cứ cầm đi không sao đâu. Anh đã hứa là mua xe cho em thì anh sẽ mua. Em xứng đáng có được số tiền này. Cảm ơn anh. Vô em. Mình cũng phải cực khổ lắm mới có số tiền này chứ bộ. Mình mà lấy, chắc chắn hắn cho mình thành tro mất. À, phải rồi, mình mua quần áo mỹ phẩm, không lẽ hắn bắt mình nộp lại. Mình phải đổi ra hàng hóa hết, kế này hay thiệt. Anh, dừng lại đây cho em đi.
Xét về trình độ nghiệp vụ, khả năng ứng phó, đồng chí Dân rất tốt, hoàn toàn thích hợp cho nhiệm vụ và lọt vào xào huyệt của bọn trùm ma túy. Đây là một cuộc chiến rất gay go và nguy hiểm, có thể hy sinh bất cứ lúc nào. Đồng chí phải hết sức cẩn thận và phải luôn phối hợp với đồng đội một cách tốt nhất. Rõ. Tuần sau sẽ có quyết định từ thành phố gửi về. Đồng chí sẽ ký giấy và nhận tiền tử trước. Từ nay tới ngày đó, đồng chí được nghỉ phép. Rõ. Chúng ta nghỉ. Dân, cháu vào phòng chung một tí. Dạ. Dân à, cuộc đấu tranh tội phạm nào cũng nguy hiểm và ác liệt. Không hiểu sao, khi chú giao nhiệm vụ cho cháu làm nội gián thì chú rất lo lắng. Tội phạm bây giờ rất gian manh và hiểm độc, mình không vững, không kính là chết. Chú không muốn mất đi một nữ cảnh sát giỏi như cháu. Cháu cảm ơn chú. Cháu sẽ cẩn thận trong mọi hành động của mình. Cháu cảm thấy vui khi được mọi người tin tưởng giao phó cho cháu nhiệm vụ này. Trước mắt cháu sẽ cố gắng lọt vào mắt của bọn chúng, sau đó sẽ ứng phó theo từng hoàn cảnh. Chú yên tâm, cháu còn chú và còn đồng đội của mình ở phía sau mà. Dạ, chú. Đây là một món quà của đồng nghiệp chú từ nước ngoài. Một thiết bị ghi âm cực nhạy, có hai chức năng là ghi hình và thu âm, với thời gian là 120 phút. Chú tặng cho cháu. Cháu cảm ơn chú. Đây là một món quà quá lớn đối với cháu. Chú đang rất lo là nếu có phản ứng từ gia đình cháu thì điều này ảnh hưởng rất lớn đến tâm lý và nhiệm vụ của cháu. Trong một tuần nghỉ phép, cháu cứ suy nghĩ cho kỹ. Nếu như cháu cảm thấy không hoàn thành tốt nhiệm vụ thì chú sẽ điều động người khác, hoặc là sẽ hủy kế hoạch này. Thưa chú, bà cháu cũng là công an, cho nên bà cháu thừa hiểu được tính chất của nhiệm vụ này mà. Nghe nói bà mẹ cháu sắp chuyển lên Sài Gòn sinh sống. Công việc tới đâu rồi? Có cần chú giúp đỡ gì không? Dạ, cháu cảm ơn chú. Bà mẹ của cháu đã mua nhà ở trên này rồi, vài tháng nữa sẽ chuyển lên đây. Ừ. Thôi cháu cứ về nghỉ ngơi, rồi bồi dưỡng cho khỏe. Khỏe mới có sức ra trận. Dạ rõ, thưa sếp. Chào chú. Con mời mẹ. Con mời ba. Ừ, cảm ơn con. Ba mẹ ăn đi. Nhà hàng này nấu ăn rất ngon. Ừ. Ba mẹ ăn thử đi, coi có hợp khẩu vị của mình không. Ba mẹ cứ ăn thoải mái đi, lâu lâu hai người mới có dịp xuống Sài Gòn mà. Con kêu nhiều như vậy á, ăn sao hết? Có gì đâu, bây giờ ba mẹ cứ ăn thoải mái. Tại vì ba mẹ thấy có khi nào con ăn mà con bỏ mứa đâu. Cho dù ăn no bể bụng, con cũng cố gắng ăn mà. Ừ. Đầu bếp của quán này nấu ăn rất là ngon. Quán này có lý nghe. Mẹ. Sắp tới con sẽ nhận một nhiệm vụ mới. Mẹ ơi,
Chỉ là nhiệm vụ bình thường thôi mà, không có gì nghiêm trọng đâu. Mày đừng có lo cho con. Mình nè, mình cũng phải làm quen với tính chất công việc của con gái mình đi. Hễ cứ mỗi lần nghe con gái nhận nhiệm vụ mới là mình cứ ăn không ngon ngủ không yên, như vậy đâu có được. Con gái của mình nó làm việc có tổ chức, có đường lối hẳn hoi mà. Thôi, bây giờ mình cùng nâng ly để chúc cho mọi kế hoạch của con gái mình thành công tốt đẹp. Hen. Mẹ mời. Rồi, xin mời. Con cảm ơn mẹ. Ba mẹ ăn đi. Ăn đi mình. Ba, con vô xem trước nha. Con đi vô trước đi, coi ngó mọi thứ xung quanh cẩn thận. Dạ, con biết rồi ba. Ba muốn kiểm tra lại là mình có quên thẻ không. Anh làm rớt sợi dây nè. Hôm nay vui quá ba ha. Ừ. Mà ăn cũng ngon nữa. Mẹ, đi nhanh lên. Ừ. Khuôn mặt này quen quá. Giống bà mình. Có lẽ mình nhận bà mình chết 26 năm. Alo. Dạ cháu nghe chú. 10 giờ họp ban trọng án, cháu tới để nắm thêm thông tin nha. Dạ cháu nhớ rồi, cháu cảm ơn chú. Dân à, em nên suy nghĩ thêm một lần nữa. Thế giới đó rất nguy hiểm. Em có thể chết. Hoặc là... Nếu như em sợ hãi thì em đã không chọn nghề này. Em nghĩ chỉ có cách lọt vào sao quyệt của bọn chúng thì mới có thể bắt được tên trùm. Anh yên tâm đi, em biết. Chúng ta cần lọc ra 50 hồ sơ có tên là Tèo. Có thể những tên này sẽ là đầu mối giúp cho chúng ta biết được những hoạt động của chúng. Có không đồng chí? Không biết là mình có chinh phục được trái tim của dân không? Quả thật là mình hơi bị tự ái. Thank you.
Hai đồng chí ăn bánh mì không? Thôi, có hai ổ à. Cho tụi tôi lấy gì hai người ăn? Thì cân cho vui đi. Cảm ơn anh. Cảm ơn nha. Chào các đồng chí. Dạ dạ. Nãy giờ có tìm được không? Dạ có. Dạ sếp. Dạ thưa chú, đây là 5 người có tên Tèo hoặc biệt danh là Tèo, có tiền án hoặc là đang trong vòng nghi vấn, có liên quan tới một số đường dây buôn lậu lớn. Đây là những hồ sơ cách đây 15 năm. Những đối tượng này hầu như đã biến mất hoặc là đã thay tên đổi họ. Chính vì vậy mà chúng ta phải tìm, tìm để cho ra hắn. Được rồi. Những tên cầm đầu của đường dây đặc biệt rất khôn khéo. Chúng không lộ mặt và sẽ biến hình bằng nhiều cách khiến chúng ta rất khó có thể phát hiện được. Trong những cách đó thì chúng sử dụng những tay đàn em chưa từng có tiền án tiền sự hoặc là những nạn nhân của bọn chúng. Tên này thật sự lai lịch rất là mông lung. Theo nguồn tin tôi có được thì hắn rất là tinh khôn và xảo trá. Theo linh cảm của tôi, tên Tèo là một đối tượng để chúng ta ngắm tới. Tôi nhớ ra rồi, đây là Tèo Đen, một quản lý của vũ trường 4 số 9. Mình cần một lần nghe đó, hỏi hắn là tin tức của mình, biết đâu mình được ai đó cứu sống thì sao. 26 năm quá mất, không nghĩ tới được nữa. Minh ơi, Minh, em có ở nhà không vậy? Ủa anh Nhân, hay quá, em mới nấu nồi cháo gà,
Tính qua kêu anh với men thợ tới chơi. Anh phải đi liền, khoảng 3-4 ngày anh mới về. Anh đi đâu vậy? Rồi chừng nào anh mới về? Có người trên thành phố kêu anh, chắc có mấy người đóng ghe. Anh lên đó gặp họ và tiện thể về thăm tía má luôn. Đối với họ là sắp có con dâu. Thiệt hả anh? Mà sao anh không nói sớm? Em cũng muốn đi với anh nữa. Lần này anh đi gấp, cưới xong về vẫn chưa muộn mà. Thôi anh đi đây. Anh chờ em chút xíu nha. Anh phải luôn đeo tượng Phật Quan Âm này bên mình nhé. Em sẽ lên chùa cầu bình an cho anh. Khi nào anh về, mình lên thăm mấy sư. Khi nào mà anh thấy bất an, anh cứ lấy tượng mẹ Quan Âm ra xin mẹ phù hộ nhé. Tí má tha lỗi cho con. Giờ con mới biết lo, con mới biết sợ. Con không biết gốc gác của ảnh ở đâu mà tìm. Bây giờ con chỉ biết nhờ tí má phù hộ, giữ chân ảnh giùm con. Người đàn ông đó là ai? Sao lại có sợi dây chuyền giống như sợi dây chuyền mà mình đã từng tặng cho Du Lãng vậy? Con Mến đã chết lâu rồi, chú tìm làm gì nữa? Đã 26 năm nay rồi, gia đình tôi tan nát hết cơ, không còn gì hết. Thật là kỳ lạ, sao nhìn bà ấy giống người Mến vậy ta? Dạ, dạ em nghe anh hay. Mày về đó hỏi cho mày được tung tích bà Mến. Nếu bà Mến đã chết thì mày phải đem bằng chứng thuyết phục gì cho tao. Dạ, dạ em biết rồi anh, dạ. Chuyện qua mấy chục năm rồi, bây giờ ông vẫn còn chờ. Không ngờ anh hai cũng đa tình thiệt. Dạ chào chú. Chú cho con hỏi thăm, chú có biết nhà của bà Mến không? Tôi không biết. Vậy chú có biết nhà ông Hai Lượng không? Cũng không biết luôn. Vậy giờ tôi có thể hỏi ai được hả chú? Anh cứ đi thẳng vô cổng chừng vài bước rồi hỏi thăm. Xóm giềng rắc rối quá. Có ai ở nhà không à? Chú kiếm ai? Dạ thưa, cô cho tôi hỏi thăm, đây có phải là nhà của ba Mến không à? Đúng rồi, tôi là dì của ba Mến. Mà chú tìm ba Mến có chuyện gì không? Chú là ai vậy? Thưa, tôi là bạn thân từ nhỏ của ba Mến.
Tôi từ nước ngoài trở về. Hôm nay tôi đến đây để gặp cô Ba Mến. Không biết cô Ba Mến có ở nhà không ạ? Còn Ba Mến nó chết cách đây 26 năm rồi. Cả gia đình nó ở trên bàn thờ kìa. Xin phép cô để tôi thắp cho cô Ba Mến một nén hương. Chú làm cái gì vậy? Dạ, tôi xin phép chụp tấm hình làm kỷ niệm. Còn bà mới nó chết cách đây 26 năm rồi. Cả gia đình nó ở trên bàn thờ kìa. Chú tìm ai vậy? Chị, đây có phải là nhà dì Sáu không ạ? Má tôi mất lâu rồi. Chị, cho tôi hỏi thăm đây có phải là nhà cô Ba Mến không ạ? Biết, nhưng mà cũng mất hồi đó rồi. Cảm ơn chị. Số đất anh mới mua được bên quận 7, đứa nào coi được biết nào thì ăn phần trăm miếng đó. Mày cho đăng báo nhiều vô, tao nghe 2 năm tới giá đất nhiều nơi sẽ biến động. Bán nhanh để tránh rủi ro. Anh cũng vừa nghe được thông tin đó, là sắp tới công an sẽ làm một cuộc dây bắt lớn. Nếu thấy tình hình nghiêm trọng thì đấu sòng bạc và bỏ bảo kê các chỗ. Còn việc lai lịch tên Lâm Tuấn và Vĩnh Tân, chú phải thăm dò thật chính xác, càng chi tiết càng tốt. Đi vô. Lên xe đi. Cảm ơn anh. Mời em. Mời anh. Xin lỗi anh, cho em nghe điện thoại. Em cứ nghe đi. Dạ. Alo. Em xong chưa? Anh nghỉ mãi rồi, bây giờ anh phải đưa tiền cho em. Em gọi cho Tèo, nó chấm dứt hợp đồng. Từ nay qua làm cho anh. Anh Tân ơi, em không làm như vậy được. Em thích anh, nhưng anh Tèo là anh họ của em, với lại anh cũng giúp em nhiều lắm rồi. Em không thể. Em qua làm cho anh không có nghĩa là em cắt đứt liên lạc với Tèo. Anh không thích em làm việc trong môi trường đó. Em cứ nghe lời anh nói đi. Hả? Nhưng mà chuyện này lớn quá, em không tự quyết được. Anh bàn với anh Tèo Đen nha. Dạ, vậy nghe anh. Em đang bận, hẹn anh tối nay ở sòng nha. Vậy đi. Anh nghe em nói là chấm dứt hợp đồng gì đó. Thật sự thì anh không biết em làm cái gì.
Sao có vẻ khó xử quá vậy? Thì hợp đồng làm việc ở chỗ anh Tèo Đen đó mà. Anh Tân muốn em thôi việc ở chỗ anh Tèo. Em ký với Tèo Đen bao nhiêu vậy? Anh cũng dư khả năng để thanh lý hợp đồng với em mà. Thôi, đàn ông mấy anh không có ai vô tư mà giúp phụ nữ hết, đặc biệt là dân kinh doanh như mấy anh. Em sợ lắm, sợ làm vợ không hôn thú cho các anh lắm. Em à, em nghĩ như vậy là trật rồi. Anh rất yêu em và anh sẽ lấy em làm vợ. Thôi, thời này làm gì có hoàng tử mà cưới lọ lem. Nhưng dù sao thì em cũng cảm ơn anh. Cứ tin anh đi, hãy đợi đó. Cậu mong sao hai tên này trả giùm mình một đống nợ. Số mình còn tốt chán. Anh Tèo ơi, em sắp phải xa anh rồi. Hết xài rồi. Đã nhổ cỏ là phải nhổ cho tận gốc. Tất cả những thằng nào muốn đối đầu với Hoàng Long đây đều phải nhận kết quả như hai thằng này. Dạ. Anh hãy suy tính cẩn thận quá. Cho những thằng nào muốn đối đầu với tao, thời của thằng này đang tới thì có ông trời cũng không cản được đâu. Dân ơi, Dân. Anh Nam, anh tìm em có chuyện gì không? Thôi được rồi, anh dắt xe vô đi. Còn quá. Anh làm quá. Thôi ngồi xuống đây đi. À mà anh ăn tối chưa? Hay là chờ em 5 phút em xuống làm cho anh nha. Nè, để cho anh. Tài nấu nướng của anh hả? Cũng không tệ lắm đâu. Làm được không đó? Anh làm được. Trứng với bánh mì em để trong tủ lạnh đó. Ừ. Trời ơi, anh Nam, anh có làm sao không? Anh không sao đâu em. Tại vì lâu quá anh không xuống bếp cho nên anh hơi lộng cộng. Không sao đâu. Thôi, anh vô nhà vệ sinh rửa tay đi. Để đó em làm cho, rồi lên ăn. Đi đi. Thank you.
anh xin lỗi nghe. Thôi không sao, em hiểu mà. Chào con gái. Dạ con nghe ba. Thủ tục nhà cửa ở dưới này đã xong rồi, chỉ trong vòng tuần tới nữa là ba má sẽ chuyển lên thành phố. Dạ con biết rồi. Con yên tâm đi hen. Con chào ba. Ba mẹ của em vừa mua nhà xong rồi, tuần sau sẽ lên đây. Nhưng mà em buồn vì không giúp được gì cho ba mẹ hết. Em cứ giao hết mọi việc cho anh. Nhưng mà cái việc nấu nướng anh còn vụng về lắm. Chứ còn việc khác á, anh làm tốt lắm. À, em nhờ anh một chuyện. Khi nào anh rảnh rỗi đó thì anh tới lui nói chuyện với ba mẹ em cho vui. Nhưng mà anh không được thông báo chuyện gì về công việc của em đó nha. Anh mà phạm quy là không xong với em đâu. Chào chú. Anh Tân. Anh ngồi đi. Em định gọi điện thoại cho anh, tại chút xíu nữa em lại có việc phải đi rồi. Anh có việc ở công ty. Vậy tình hình của Yên Châu thế nào rồi? Em ơi, cho ly cà phê nha. Em xin lỗi anh Tân, chắc em không giúp được gì cho anh rồi. Yên Châu rất được lòng anh Long, nên ảnh không muốn nhường cho ai hết. Em xin lỗi anh. Hay là tôi đưa cho chú một số tiền lớn, chú nói một tiếng với anh Long giùm anh được không? Thằng cha này sẽ chết vì gái. Không được, mình phải giữ cái cần câu vàng này mới được. Nói thiệt là em cũng không muốn Yến Châu làm ở vũ trường, nhưng anh Long ảnh không muốn cho Yến Châu đi. Em năn nỉ hoài cũng không được. Thôi em đành thất hứa với anh vậy. Năm nay là năm tài lộc của mình, mình phải tính chắc mới được.